Đà Nẵng Implant đã ra đời với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những dịch vụ nha khoa an toàn, hiện đại, chuẩn quốc tế với phương châm nơi nụ cười tỏa sáng. Quý vị thân mến, nha khoa Đà Nẵng Implant luôn luôn đề cao và chú trọng đến vấn đề sức khỏe cũng như là tính thẩm mỹ trong dịch vụ nha khoa, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm vô cùng hoàn hảo, quy tụ đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia nha khoa tận tâm, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn luôn cập nhật xu thế mới của thế giới trong các phương pháp điều trị, với hy vọng đem đến cho khách hàng những trải nghiệm và dịch vụ hàng đầu. Giải phục này thì thật sự là rất là xúc động. Mình xin thay mặt nha khoa Implant Quốc tế Đà Nẵng xin biết ơn tất cả các đội ngũ y bác sĩ, nhân viên đã cùng nỗ lực và tinh thần hăng say trong công việc. Xin biết ơn quý đối tác luôn đồng hành. Xin biết ơn quý khách hàng luôn tin tưởng ủng hộ. Và đặc biệt là biết ơn những đóng góp thầm lặng của gia đình, người thân và tất cả các bạn bè. Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ngay lúc này đây thì sự mong muốn của ban giám đốc nha khoa hy vọng tất cả chúng ta cùng cố gắng, cùng đi trên một con thuyền, cùng xây dựng nha khoa Implant Quốc tế Đà Nẵng trở thành một trung tâm y khoa hàng đầu, dịch vụ hàng đầu, chất lượng hàng đầu, uy tín hàng đầu, nơi nụ cười tỏa sáng, nơi bắt đầu từ trái tim. Xin chân thành cảm ơn.